Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Lý Hùng kể chuyện bị chặn đường bắt cóc giữa đêm. Cho đến bây giờ, Lý Hùng vẫn nhớ mãi một lần. Một gia đình ở Trà Vinh chặn đường bắt cóc giữa đêm khuya vì quá hâm mộ anh. Là một gương mặt ấn tượng của dòng phim thị trường thập niên 90 nên Lý Hùng được rất nhiều người hâm mộ. Những người hâm mộ tới mức chặn đường rồi bắt cóc về nhà giữa đêm khuya thì anh mới gặp một lần. Thời trẻ, Lý Hùng là một trong những nam diễn viên có lượng fan hâm mộ đông đảo hàng đầu phim điện ảnh. Nam diễn viên kể một lần anh về Trà Vinh biểu diễn ca nhạc. Lúc diễn xong, quay xe định về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng là 2-3 giờ đêm. Muốn đi từ địa điểm biểu diễn ra đường quốc lộ để về thành phố Hồ Chí Minh, xe phải đi qua một đường làng duy nhất, rất vắng vẻ. Hai bên toàn là lũy tre, xe phải chạy thì tài xế bỗng phanh gấp vì đường bị chắn bởi những cây tre dài và hàng ghế ngổn ngang. Tài xế bước xuống chưa hiểu chuyện gì thì rất đông người kéo ra gọi tên Lý Hùng. Lúc đó tôi đang ngồi trên xe, thấy đông người kéo ra thì hoảng hốt lắm, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì nghe mấy người đó nói rằng không có gì đâu, các anh đừng sợ. Chẳng qua là má tôi quá mến mộ anh Lý Hùng từ lâu. Nay nghe tin anh về đây biểu diễn nhưng vì ốm không đi xem được. Má tôi có nhã ý muốn mời anh Lý Hùng về nhà chơi và ăn cháo gà với đại gia đình để bày tỏ lòng mến mộ thôi. Nghe đến đó tôi mới biết người ta mến mộ mình nên mới nghĩ cách bắt cóc, rụng tim này để mời mình về nhà. Dù hôm đó trời về khuya nhưng anh em chúng tôi cũng cố gắng đến nhà thăm bà cụ. Khi đến nhà tôi rất xúc động, nhà họ rất nghèo, cả nhà có được một con gà để làm đàm nhưng vì quá mến mộ tôi nên đã làm thịt nấu cháo để mời tôi ăn. Vì nghĩ tôi đi diễn về khuya sẽ bị đói, hôm đó tôi có hát một bài hát tặng cụ và ăn với mọi người một bát cháo nho nhỏ. Cho mọi người vui, ở lại trò chuyện khoảng 15 phút thì chúng tôi lên đường về lại thành phố Hồ Chí Minh, Lý Hùng nhớ lại. Nam diễn viên Phạm Công Quốc Hoa tiết lộ thêm rằng, cho đến bây giờ, mỗi khi đi qua vùng đất này, anh vẫn nhớ như in kỷ niệm xúc động đó. Và đó cũng là một trong những lý do anh tâm huyết với nghề diễn để trả ơn những người yêu mến mình. Lý Hùng tâm sự rằng, trong mấy chục năm làm nghề của anh, truyền người hâm mộ bắt cóc anh để bày tỏ lòng hâm mộ rất nhiều. Có những trường hợp khiến anh cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng có những lần khiến anh rất ái ngại. Có một lần tôi về Vũng Tàu quay phim, lúc đoàn phim đang quay thì khán giả kéo đến xem rất đông. Cạnh bối cảnh quay lại có một gia đình có sân vườn rất đẹp, vợ chồng chủ nhà ra mời tôi vào nhà nghỉ ngơi để tránh đám đông vây quanh. Nhưng tôi ngại làm phiền nên nhất quyết không vào. Được một lúc, bà vợ ra kêu tôi vào, trước cửa hỏi chuyện, tôi thấy người ta thân tình nên đi theo. Nhưng khi vừa bước vào cổng thì ông chồng liền đóng sầm cửa lại rồi kéo tôi vào nhà cho bằng được. Vào nhà, họ cũng mở nước ngọt, mời tôi uống rồi bật quạt cho tôi nghỉ ngơi. Nhưng khổ nỗi, đám đông ngoài kia thấy vậy liền leo rào tràn vào rất đông, họ dẫm đạp lên vườn hoa, vườn cây của chủ nhà. Chủ nhà thấy vậy không được vui lắm, nên ra nói nhỏ với trợ lý của tôi là tôi không ổn rồi, có lẽ phiền anh nói Lý Hùng ra, chứ không người ta vào phá nát nhà tôi. Hôm đó tôi thực sự rất ngại vì ngay từ đầu tôi đã không muốn vào nhà rồi, nhưng họ cứ ép nên đành phải vào. Câu chuyện này, đạo diễn Lê Hoàng là người chứng kiến, thỉnh thoảng anh ấy vẫn nhắc lại mỗi khi anh em gặp nhau, Lý Hùng kể. Theo Lý Hùng, một lần khác, khi anh về lại thành phố Thanh Hóa biểu diễn thì ở khách sạn cạnh nhà hát Lam Sơn. Khách sạn này có vườn cây rất đẹp và không gian khá rộng rãi. Tuy nhiên nhiều người hâm mộ biết anh ở khách sạn nên đã kéo đến rất đông. Và đây cũng như là lần Vũng Tàu, nhiều người dẫm đạp lên vườn cây của khách sạn khiến họ không được vui. Những ngày sau đó anh lại bị bắt cóc bởi những người đàn ông khá máu mặt trong tỉnh. Người đó hâm mộ Lý Hùng tới mức ngày nào cũng bắt đàn em cho xe đến đón anh đi ăn cho bằng được và tuyệt đối không cho anh bước chân ra đường. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết thành phố Thanh Hóa có những gì mà những ngày đó tôi bị ông anh bắt cóc liên tục. Ngày nào cũng cho xe đến đưa đi ăn. Xe mà đến khách sạn là vào tận nơi chứ không phải đỗ ở ngoài cổng, không đi ăn với ông anh ấy. Ông ấy gọi điện bắt đi cho bằng được. Sau lần đó chúng tôi trở thành anh em bằng hữu. Mỗi lần ra Bắc, chúng tôi lại liên lạc với nhau và gặp gỡ rất vui vẻ, Lý Hùng kể thêm.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.